Hello Trực, xin chào tất cả các anh chị và các bạn nha. Chào mừng anh chị và các bạn đến với channel của Trực. Thì hôm nay vẫn là cái chủ đề về cái hệ thống hóa đơn điện tử của Viettel thôi. Thì đối với lại mỗi một doanh nghiệp mình ấy, khi mà anh chị và các bạn mình phát hành hóa đơn, mỗi doanh nghiệp phát hành hóa đơn một cái dạng khác nhau, chứ không phải là doanh nghiệp nào mình tất cả các doanh nghiệp đều xuất chung một cái dạng hóa đơn chẳng hạn. Nên là khi mà mình sử dụng hóa đơn thì mình sẽ có những cái cấu hình để mình sử dụng nó khác nhau. Thì ở cái video hôm nay Trường sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn là những cái tính năng để khi mà anh chị và các bạn mình bắt đầu sử dụng hóa đơn điện tử, mình sẽ vào mình cấu hình, mình thiết lập để cho nó sao nó phù hợp với lại cái việc là xuất hóa đơn của bên doanh nghiệp mình. Thì khi mà anh chị và các bạn đăng nhập vào trong cái hệ thống hóa đơn điện tử là trang web là vinvoice.viettel.vn á, cái phiên bản version 2 của Viettel á, thì anh chị và các bạn sẽ có một cái giao diện như này. Thì khi giao diện như này thì anh chị và các bạn sẽ vào cái phần mà quản lý hệ thống. Mình sẽ vào phần cấu hình doanh nghiệp. Thì tất cả những cái phần mà mình cấu hình để mình sử dụng thì mình sẽ cấu hình ở trong ở đây. Mình cấu hình doanh nghiệp ở đây thì nó sẽ có cho mình là 5 cái tab ở đây: cấu hình chung, dấu tập phân, email, biểu mẫu email và cấu hình SMS. Rồi đối với lại cái tab đầu tiên nhá, là cái tab mà cấu hình chung ở đây. Thì như anh chị nhìn thấy là nó sẽ có rất nhiều những cái lựa chọn để mình lựa chọn. Thì khi mà anh chị các bạn bỏ trắng như này có nghĩa là anh chị các bạn không sử dụng cái tính năng này. Khi mà anh chị bạn tích vô vào đây và anh chị bạn cập nhật lại, có nghĩa là anh chị các bạn là cho phép hệ thống nó sẽ xử lý cái tính năng này. Thì Trực sẽ đi từng cái tính năng một. Cái tính năng đầu tiên ấy là điều chỉnh thay thế cho hóa đơn không tồn tại trên hệ thống. Cái tính năng này là để chức năng là để làm gì? Để cho anh chị các bạn là tiến hành là xuất cái hóa đơn điện tử theo nghị định 123 và thông tư 78 cho những cái hóa đơn giấy bị sai sót, cho những cái hóa đơn thông tư 32 bị sai sót, cho những cái hóa đơn trên cái hệ thống cũ sinvoice.viettel.vn á, cái hệ thống cũ gọi là version 1 đi mà bị sai sót. Đó, cái chức năng này á, khi mà anh chị tích vào anh chị ấn cập nhật, khi đó anh chị muốn sử dụng cái tính năng này á, anh chị các bạn sẽ vào phần quản lý hóa đơn này. Mình sẽ vào phần hóa đơn đã phát hành ở đây. Sau đó là nó sẽ có cái nút gọi là tiện ích ở đây này. Tiện ích ở đây. Thế anh chị các bạn sẽ ấn vào cái nút gọi là điều chỉnh thay thế hóa đơn giấy, mình sẽ tích vào đây. Mình tích vào đây thì nó sẽ lên một cái giao diện như cái lúc mà mình phát hành hóa đơn. Thì cái này nó khác một xíu là anh chị các bạn vẫn nhập cái thông tin khách hàng vào, sau đó anh chị các bạn sẽ lựa chọn là cái thông tin hóa đơn. Có nghĩa là cái thông tin hóa đơn của mình đang bị sai và mình cần điều chỉnh hoặc là mình cần thay thế. Thì đây nó sẽ có những cái chức năng là thay thế, điều chỉnh thông tin và điều chỉnh tiền. Thì anh chị bạn sẽ tích vô vào cái điều chỉnh, ví dụ như điều chỉnh tiền chẳng hạn, anh chị các bạn chọn hóa đơn. Thì ở đây nó sẽ có những cái loại hóa đơn, thứ nhất là hóa đơn giấy và hóa đơn thông tư 32 thì nó chung một mục. Hóa đơn thông tư 78 là dùng cho cái hệ thống sai sót, xử lý những hóa đơn sai sót của hệ thống cũ á, thì nó riêng một mục này. Ví dụ như hóa đơn điện tử, hóa đơn giấy bị sai đi thì anh chị bạn nhập đầy đủ vào. Đây trực ví dụ luôn nha, ví dụ như mà hóa đơn gốc là 01 GTKT0.0001 chẳng hạn. Anh chị các bạn sẽ ghi đúng những cái mẫu số, những cái ký hiệu số hóa đơn ở trên cái hóa đơn điện tử giấy hoặc hóa đơn thông tư 32 còn bị sai. Đó là cái tính năng đầu tiên là về cái việc gọi là xử lý những hóa đơn sai sót trên hệ thống không tồn tại trên hệ thống hóa đơn điện tử. Cái tính năng thứ hai, cái dòng thứ hai này, cái tính năng thứ hai là tự tính số lượng đơn giá và thành tiền theo dữ liệu nhập vào. Nếu mà anh chị không tích vào đây thì khi mà anh chị bạn lập hóa đơn, anh chị nhập số lượng và đơn giá là nhân thành tiền. Nhưng khi mà anh chị tích vào đây, anh chị ấn cập nhật, thì khi mà anh chị vào lập hóa đơn, ví dụ như trực vào lập hóa đơn ở đây, và lập hóa đơn trực chọn một cái hóa đơn bất kỳ đi, sau đó anh chị bạn nhập tên hàng hóa dịch vụ ở đây. Ví dụ như anh nhập, bình thường anh chị nhập số lượng thì nó sẽ nhảy thành tiền luôn, nhưng mà trong trường hợp mà nhiều doanh nghiệp của mình ấy xuất cái gọi là cái đơn giá nó lẻ mà mình muốn thành tiền nó chẵn, thì anh chị tiến hành là nhập số lượng và nhập thành tiền vào đây, xong là hệ thống sẽ tự động nó sẽ chia ra cho cái đơn giá cho anh chị các bạn đó. Thì anh chị các bạn mình lưu ý là khi mà mình tích vào cái nút đó thì mình sẽ sử dụng được hai cách: một là số lượng nhân với đơn giá thành tiền, hai là nhập thành tiền hoặc nhập số lượng nhân đơn giá tự động hệ thống chia. Đấy là về cái tính năng thứ hai nha, là về tự động tính số lượng đơn giá thành tiền. Đấy, doanh nghiệp nào mà mình cần thì mình sử dụng cái tính năng này, mình chỉ cần tích chọn và mình ấn cập nhật cái là mình ra mình sử dụng được tính năng luôn. Cái tính năng thứ ba nữa là tự động gửi cơ quan thuế. Nếu mà anh chị các bạn tích vào cái nút này thì khi mà anh chị phát hành hóa đơn, nó sẽ hệ thống sẽ tự động nó gửi cơ quan thuế xin cấp mã luôn, và anh chị các bạn xuất xong anh chị các bạn ấn tìm kiếm cái này là hệ thống nó trả mã về luôn. Còn nếu mà anh chị không tích cái nút này
Thì khi mà anh chị phát hành xong cái hóa đơn á, thì anh chị bắt buộc phải vào cái hóa đơn cho anh chị bán ấn gửi cơ quan thuế. Anh chị rất là lưu ý nhá. Nhiều anh chị hỏi là hóa đơn mình xuất sai, sau đó là mình không gửi cơ quan thuế và mình xuất hóa đơn mới cũng được hay không? Thì về nguyên tắc là không được nha anh chị các bạn. Khi mà anh chị phát hành hóa đơn ra, mặc dù có sai sót cả hóa đơn đó, anh chị và bạn vẫn phải gửi lên cơ quan thuế. Nếu mà anh chị không gửi lên cơ quan thuế, sau này trên hệ thống của thuế nó sẽ lủng cái tờ hóa đơn đó, và khi cơ quan thuế người ta thanh tra thì người ta sẽ chắc chắn là sẽ có cái vấn đề về hóa đơn đó và người ta sẽ xử lý doanh nghiệp mình. Đó, anh chị rất là lưu ý nhá, hóa đơn xuất ra rồi bắt buộc phải gửi cơ quan thuế. Sau đó cái hóa đơn của anh chị các bạn là sai sót cái gì thì bắt đầu anh chị bạn tiến hành là xử lý cái hóa đơn đó sau, hủy, điều chỉnh và thay thế sau. Rồi cái tính năng đấy, tính năng thứ ba. Cái tính năng thứ tư là kiểm tra dữ liệu nộp vào. Thì thường là bên phía những đơn vị mà dùng cái kết nối phần mềm ấy qua hóa đơn điện tử Viettel sẽ sử dụng cái tính năng này để đảm bảo là dữ liệu đẩy lên nó sẽ check, nếu mà sai định dạng thì nó sẽ từ chối. Cho phép import hóa đơn này, cái tính năng cho phép import hóa đơn này là áp dụng với như lại những cái doanh nghiệp mà sử dụng cái chữ ký số server thôi. Có nghĩa là khi mà mình xuất hóa đơn mình không cần cắm chữ ký số ấy thì mình sẽ sử dụng cái tính năng này. Đó. Cái tính năng, ba cái tính năng chính này là hiển thị hạn dùng này, số lô này và hiển thị ghi chú hàng hóa và hiển thị tỷ lệ phục vụ ấy. Thì khi mà anh chị các bạn không tích vào đây ấy thì nó sẽ không hiển thị lên, còn nếu mà anh chị bạn ví dụ như anh chị tích vào cái hạn dùng này, số lô này, anh chị ấn cập nhật, thì khi mà anh chị bạn ra anh chị phát hành hóa đơn ấy, anh chị phát hành hóa đơn ở đây thì anh chị bạn nhìn này, ở chỗ cái hàng hóa dịch vụ này nó sẽ có số lô và hạn sử dụng. Nếu mà anh chị các bạn không cần hiển thị hai cái dòng này, thường cái này là cho những đơn vị mà xuất theo cái dạng dược ấy thì sẽ có cái đấy. Còn ví dụ như anh chị không cần sử dụng cái tính năng này thì anh chị các bạn sẽ tích bỏ nó đi như này. Tích bỏ nó đi như này thì khi mà anh chị vào anh chị lập hóa đơn ấy thì nó sẽ mất cái dòng ấy đi. Nó sẽ không hiển thị là cái số lô nữa, nó chỉ có cái mặt hàng cho mình dễ sử dụng. Rồi đấy là tính năng về hạn sử dụng và số lô. Còn nó sẽ có cái tính năng gọi là hiện cấu hình ngày ký với hiện tại này. Thì đây anh chị nhìn này, trên cái giao diện này nó sẽ có hai cái này là cấu hình ngày ký và là thời điểm hiện tại, và cái là tự động đặt giá trị ngày lập hóa đơn bằng cái ngày lập gần nhất. Thì khi mà anh chị bạn tích vô vào đây thì anh chị bạn lập hóa đơn, thì ví dụ như một cái hóa đơn nào mà chưa phát hành về trước á thì hệ thống sẽ cho phép anh chị xuất lùi ngày. Nhưng mà xuất lùi ngày này chứ cũng giải thích rất là nhiều rồi nhá, là không phải đơn vị nào cũng được phép là xuất ngày lập với ngày ký khác nhau. Ngày lập với ngày ký khác nhau ấy là những cái đơn vị mà được trong cái nhóm ngành nghề là cần đối chiếu, đối soát hàng hóa sau đó mới xuất hóa đơn thì mới được sử dụng. Thì khi mà anh chị các bạn muốn sử dụng cái ngày lập với ngày ký khác nhau ấy, anh chị nên liên hệ với lại cơ quan thuế quản lý mình trước để hỏi về cái việc gọi là doanh nghiệp mình có được xuất theo cái dạng là ngày lập và ngày ký khác nhau hay không. Thì khi mà anh chị các bạn tích vô hai nút đó thì nó sẽ cho phép là anh chị các bạn xuất theo cái dạng là ngày lập và ngày ký khác nhau. Còn khi mà anh chị các bạn lên doanh nghiệp của mình ấy, xuất hóa đơn không có xuất ngày lập ký khác nhau mà ngày nào mình xuất ngày đó ấy, thì anh chị bạn không tích vào hai cái nút này nhá. Anh chị bạn không tích vào hai cái nút này. Anh chị tiến hành là bỏ tích vào hai nút đấy giúp trực nhá. Thì nếu mà mình tích vào hai nút đấy thì đôi khi mình xuất hóa đơn mình sẽ bị nhầm. Nên là mình sẽ bỏ tích vào nút đấy. Thì khi mình bỏ tích vào cái nút đấy thì vào hệ thống nó sẽ cho phép mình là chỉ chọn cái ngày hôm nay thôi. Thì anh chị lưu ý là khi mà chọn ngày ấy thì mình tích vào cái quyển lịch ở đây cho mình ấn vào cái ngày cho mình đóng lại thôi, chứ mình không cần phải lấy tay vào đây nhá. Đó, thì anh chị lưu ý là khi mà mình xuất hóa đơn mà doanh nghiệp của mình ngày nào xuất ngày đó ấy, thì mình không tích vào hai cái nút này nhá. Mình sẽ bỏ trống hai nút này, mình đừng có tích vào hai cái nút này lúc trực nhá. Anh chị các bạn lưu ý nhá. Khi nào mà anh chị các bạn được phép xuất ngày lập với ngày ký khác nhau ấy thì anh chị các bạn hãy tích vào hai cái nút này. Và cái tính năng là cho phép là tải cái bản thể hiện khi lập hóa đơn, thì anh chị các bạn tích vào đây thì khi lập hóa đơn thì hệ thống sẽ tải cho anh chị các bạn về. Rồi còn những cái tính năng về dùng sử dụng phí với lệ phí này là cho những cái đơn vị mà xuất vé máy bay thôi. Đó. Thì nó chỉ có như vậy thôi. Thì khi mà anh chị các bạn mà cấu hình ấy thì anh chị bạn nên tích như này. Đây ví dụ anh chị các bạn chỉ cần tích như này thôi là anh chị các bạn có thể là sử dụng rồi. Đó là cái phần về cấu hình chung. Thì anh chị lưu ý là mỗi một doanh nghiệp mình thì cái vấn đề là xuất hóa đơn khác nhau. Nên là mình sẽ cấu hình theo cái cách riêng của bên mình, tùy anh chị và các bạn nhé. Rồi cái thứ hai nữa là cái phần menu về dấu thập phân. Thì đây ấy, thường mà khi anh chị bạn được cấp mật khẩu ấy thì hệ thống sẽ mặc định như này là sẽ số 2 hết. Có nghĩa là khi mà anh chị bạn vào lập hóa đơn ấy thì anh chị sẽ biết được hai dấu phẩy và dấu thập phân. Đây nha, trực ví dụ luôn cho anh chị và các bạn nhá, là khi mà mình vào đây mình lập một hóa đơn
Ví dụ như này chẳng hạn, thì mình cái đơn vị tính cái số lượng của mình sẽ 1,123 chẳng hạn đấy. Ví dụ như mà mình viết nhiều dấu thập phân quá thì hệ thống nó chặn, nó không cho viết, nó chỉ cho viết hai dấu thập phân thôi. Đơn giá và thành tiền nó nhảy ra sẽ lẻ như này. Thì khi đấy anh chị mà muốn xử lý cái vấn đề là viết nhiều dấu thập phân hơn, hoặc là cái số lượng à, cái chỗ mà tổng tiền sau thuế của mình nó chẵn, thì anh chị bạn sẽ tiến hành vào phần cấu hình này và dấu thập phân này. Đây ví dụ như anh chị muốn viết 4-3 dấu thập phân ô số lượng chẳng hạn, 4 dấu thập phân đơn giá chẳng hạn, thì anh chị bạn tích vô vào đây. Và cái tổng tiền trước thuế với tổng tiền sau thuế, anh chị các bạn tiền thuế, anh chị bạn không muốn nó lẻ thì anh chị các bạn để số 0 hết vào đây. Đó, thì anh chị bạn lưu ý, mình để số 0 hết vào đây, mình chỉ có cấu hình số lượng với đơn giá của mình là số lẻ thôi. Thì mình tích vô vào đó thì mình cập nhật. Mình cập nhật xong ấy thì anh chị bạn sẽ vào lập hóa đơn như bình thường thôi. Mình vào mình lập hóa đơn. Thì khi mà mình lập hóa đơn thì hệ thống sẽ cho phép mình nhập, ví dụ như ở đây, đơn giá thì bây giờ trực số lượng bây giờ trực cấu hình là nó sẽ là 3 dấu phẩy thì trực viết được 3 dấu phẩy. Đấy, viết số thứ tư thì hệ thống sẽ từ chối, nó không cho nhập vào. Đơn giá ví dụ như trực bây giờ cấu hình 4 số thập phân thì ở đây trực viết được 4 thập phân này. Viết đến số thập phân thêm nữa nó không cho. Còn cái số tiền thuế với các thứ này nó sẽ hiển thị đúng cho anh chị và các bạn. Đấy, nó chỉ hiển thị lẽ ra cái chỗ thành tiền này nó sẽ là dấu phẩy, nhưng mà mình cấu hình nó là không có dấu thập phân nên nó hiển thị dấu chẵn như này. Đó là cái chức năng mà về cấu hình dấu thập phân. Cái tiếp theo nữa là về cái phần mà gọi là cấu hình email và biểu mẫu email. Thì về cái cấu hình email này là bên Viettel, riêng bên Viettel á, là khi mà anh chị bạn phát hành muốn gửi email cho khách hàng thì anh chị sẽ bạn sẽ cấu hình một cái email riêng của anh chị các bạn vào trong hệ thống này. Khi mà xuất, hệ thống sẽ tự động nó lấy cái email đó, nó gửi cái hóa đơn cho khách hàng. Thì bên Viettel là đặc thù là như thế, là không có gửi email từ nhà cung cấp, mà doanh nghiệp mình sẽ cấu hình một cái email vào đây để doanh nghiệp mình sử dụng, lấy cái email đó gửi hóa đơn cho khách. Thì ở trong cái kênh YouTube của Trực cũng đã làm một cái video chia sẻ, nó có 8 phút thôi, chia sẻ về cái việc gọi là cấu hình email gửi hóa đơn này. Thì anh chị các bạn mình mà cần cấu hình thì mình sẽ vào đây để mình xem, nó cũng nhanh thôi. Đối với anh chị nào mà chuyển từ hệ thống S-Invoice lên V-Invoice nhá, thì anh chị các bạn phải tiến hành là cài đặt lại. Thì cài đặt lại ngày 1 tháng 6 này á, là Gmail nó thay đổi rồi, là không có cài theo cái hướng dẫn ở trên cái trang chủ của Viettel, S-Invoice của Viettel nữa, mà anh chị bạn tiến hành là bật xác minh hai bước, tạo mật khẩu ứng dụng, sau đó lấy cái mật khẩu đó cập nhật vào trong cái hệ thống hóa đơn điện tử là được. Đó, anh chị các bạn lưu ý mình có thể vào đây mình xem nha. Đó là cái mấy cái tính năng chung, cấu hình chung về cái hệ thống hóa đơn điện tử là cấu hình chung. Còn ví dụ như doanh nghiệp của mình muốn có nhiều người sử dụng hóa đơn thì anh chị các bạn tiến hành là nhóm, tạo nhóm người dùng, và anh chị các bạn là tạo người dùng để cho người dùng sử dụng. Rồi cái tính năng nữa là về cái phần mà cấu hình về cái danh mục này, thì ở trong cái danh mục đây thì Viettel nó sẽ có hai cái danh mục, thứ nhất là danh mục khách hàng, hai là danh mục hàng hóa. Mặc dù là khi mà anh chị các bạn là tiến hành gọi là anh chị các bạn vào lập hóa đơn ở đây, anh chị các bạn gõ cái mã số thuế của khách hàng vào đây, thì hệ thống nó cũng sẽ loát cho anh chị các bạn cái thông tin của đơn vị đó. Nhưng để cho chính xác và để cho anh chị và các bạn là mình có thể là nhập thêm một cái email của khách hàng vào để hệ thống khi mà xuất hóa đơn hệ thống tự động đi ấy, có nghĩa là mình lưu cái data khách hàng đó lại ấy. Thì anh chị các bạn phải tiến hành là vào cái phần mà danh mục khách hàng ở đây. Thì anh chị có thể thứ nhất là thêm mới bằng tay ở đây, cũng như anh chị nhập cái dữ liệu, ví dụ như mà nhập tên đơn vị, địa chỉ, mã số thuế và mã khách hàng. Thì mình nhập đầy đủ các thông tin của bên doanh nghiệp vào, và sau đó là cái chỗ tỉnh, thành phố anh chị không cần chọn, anh chị nhập mỗi địa chỉ vào đây thôi. Sau đó ví dụ thông tin liên hệ anh chị cũng phải là nhập email vào đây. Để khi mà phát hành hóa đơn thì hệ thống có tự động nó gửi. Nhưng mà lưu ý là email chỉ có nhập một email thôi nha. Nhập hai email trở lên là hệ thống thuế sẽ từ chối cấp mã cái hóa đơn đó. Đó, hoặc là anh chị các bạn có gì nhiều cái data của mình thì mình có thể là chọn cái cách gọi là import file, có nghĩa mình sẽ tải cái file mẫu Excel này về. Thì sau đó là anh chị các bạn tiến hành là nhập cái dữ liệu vào cái file mẫu như này. Sau đó anh chị các bạn tiến hành là up lên thôi. Thì cái mã khách hàng anh chị để là 3 ký tự chẳng hạn. Đấy, nhập hết thông tin, nó không cần phải đầy đủ thông tin như này đâu. Nó chỉ cần một số cái thông tin cơ bản thôi, mã số thuế, tên đơn vị và địa chỉ thôi. Thì khi mà anh chị ví dụ nha, khi mà anh chị bạn muốn lấy cái thông tin về cái doanh nghiệp chính xác ấy, anh chị các bạn lên cái trang là báo cáo điện tử này. Anh chị gõ cái chữ báo cáo điện tử Google Search ấy. Anh chị tích vào cái dòng là báo cáo điện tử này thì ở đây ấy là những cái đơn vị nào mà đăng ký theo cái bên Sở Kế hoạch Đầu tư ấy, cổng thông tin điện tử quốc gia về doanh nghiệp á, thì anh chị các bạn chỉ cần gõ cái mã số thuế vào đây thôi. Thì hệ thống sẽ tự động nó loát ra cho anh chị các bạn là tất cả những cái dữ liệu về cái doanh nghiệp đó. Đó, ví dụ như này. Đấy, anh chị các bạn sẽ nhập những cái thông tin vào đây thì hệ thống sẽ tự động là nó sẽ
sẽ nhảy ra dữ liệu cho anh chị bạn tích vào đây, thì nó hiển thị thông tin anh chị vẫn copy vào, copy mã số thuế, tên đơn vị với địa chỉ, thì nó sẽ nhanh hơn cho anh chị bạn việc anh chị bạn nhập bằng tay, và thứ nhất là nó sẽ tránh sai sót. Đó, đây anh chị bạn lưu ý nhá, là cái trang là báo cáo điện tử thôi, anh chị chỉ cần có Google search thế này là nó sẽ ra cái trang web ngay đầu tiên á. Đó, còn danh mục hàng hóa thì tương tự, danh mục hàng hóa thì nó đơn giản hơn, nó chỉ cần là mã hàng hóa, tên hàng hóa, đơn giá, đơn vị tính, lựa chọn thuế, thì cái chỗ này anh chị bạn cứ chọn là có thuế 0-10% anh chị nhập vào đây. Chiết khấu này nó bắt buộc phải nhập thì anh chị cứ nhập số 0 vào đây. Ví dụ như vậy chẳng hạn, mã hàng hóa này, hàng hóa 001, cái mã này tự doanh nghiệp mình đặt nhé. Hàng hóa 1. Đơn vị tính thì anh chị các bạn cứ đơn giá anh chị cứ nhập vào đây, khi mà xuất hóa đơn thì anh chị các bạn có thể là tự động anh chị các bạn sửa được. Đơn giá chiếc chẳng hạn. Đấy, cho anh chị ghi lại thôi. Thì khi mà anh chị các bạn mà tiến hành mà nhập cái thông tin hàng hóa vào đó rồi ấy, thì anh chị bạn khi mà lập hóa đơn đấy, khi mà anh chị bạn lập hóa đơn ở đây, anh chị chọn mẫu hóa đơn, thì anh chị bạn ví dụ như hàng hóa 001 đấy, thì nó ra thông tin như này đấy. Thì cái đơn giá bây giờ mình mà nhập 1,1 triệu rồi, thì ví dụ như trong này mình muốn sửa đi cũng được, mình sửa 1,2 triệu chẳng hạn đấy, tùy vào bên mình thôi là mình sửa như nào đó, mình nhập dữ liệu như này là ok, xong mình chọn thuế là xong. Đó, đó là cái việc mà thêm mới hàng hóa. Thì thêm mới hàng hóa ở đây thì nó cũng có thêm bằng tay là cộng như này, hoặc là thêm một file Excel, anh chị các bạn tải file mẫu về, nó rất là đơn giản thôi, làm đúng theo cái file mẫu đẩy lên là xong. Đó, đó là những cái cấu hình cơ bản để khi mà anh chị các bạn là tiến hành sử dụng hóa đơn, thì anh chị các bạn sẽ vào anh chị cấu hình theo cái đặc thù của doanh nghiệp của mình. Ví dụ doanh nghiệp của mình xuất dấu thập phân 3-4 số, thì anh chị các bạn nhớ là anh chị bạn sẽ vào phần cấu hình ở đây, anh chị vào các bạn tiến hành là cấu hình nhá. Đấy, thì ví dụ như anh chị các bạn nào mà sử dụng những cái tính năng đơn giản thôi, thì mình chỉ cần tích vào những cái nút như này, mình chỉ cần tích vào những cái nút cơ bản như thế này, sau đó là mình ấn cập nhật cái là xong. Rồi hôm nay á thì Trực cũng chia sẻ nó hơi dài một xíu, nhưng mà nó đầy đủ chi tiết cho anh chị các bạn về cái việc là khi mà mình thiết lập ban đầu theo cái nhu cầu của doanh nghiệp của mình, những cái tính năng nào mình cần sử dụng thì mình tích vào đó để mình sử dụng. Nếu anh chị các bạn thấy video hay thì có thể là like và chia sẻ cái video này đến cộng đồng nha. Rồi nếu mà anh chị các bạn nào có thắc mắc gì ấy thì mình cứ comment ở bên phía dưới, thì có gì thì Trực sẽ thấy cái comment đó và mình trao đổi với nhau thôi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những cái video tiếp theo nha.